Sáng nay, tại thành phố Hưng Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương đồng bào Công giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017-2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Hưng Yên luôn phát huy truyền thống, sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết lương giáo, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động trên các lĩnh vực, thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, phong trào xây dựng khu dân cư 3.0, xứ đạo bình yên. Khuyến khích bà con làm sao phải sống đoàn kết, yêu thương nhau, xây dựng xã hội, xây dựng quê hương, xây dựng giáo xứ cho được ấm no hạnh phúc. Đó là cái mà chúng tôi luôn luôn cổ vũ và khuyến khích bà con. Ở giáo xứ của chúng tôi thì các phong trào thi đua yêu nước bà con hưởng ứng rất là nhiệt thành. Nhằm đánh dấu sự quan tâm ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo trong thời gian qua, tại hội nghị biểu dương lần này đã có 16 linh mục, 4 dòng tu và 86 giáo dân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước đại diện cho hơn 20.000 giáo dân tham dự. Bản thân tôi cũng là như là những người giáo dân khác cũng sẽ tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đảng, của Nhà nước đề ra, và cũng là một người giáo dân tốt đời, đẹp đạo, lan tỏa cho mọi người. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao những thành tích tiêu biểu mà đồng bào Công giáo trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, để hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 đòi hỏi việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng phải được thực hiện tốt hơn nữa. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân, giáo dân, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phản bác, lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Đề nghị các vị chức sắc, chức việc tu sĩ và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, phấn đấu ngày càng có nhiều gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể cần tăng cường gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các chức sắc, chức việc tu sĩ và đồng bào Công giáo để kịp thời giải quyết, quan tâm hỗ trợ đồng bào Công giáo nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở và phát triển sản xuất. Tại hội nghị đã có 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017-2022 vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 86 cá nhân được trao chứng nhận người Công giáo tiêu biểu.